Xin chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị nha. Chúc mừng năm mới một lần nữa. Chính thức hôm nay mới lên Hà Nội các bạn. Đấy thì cái thắp hương mùng 30 thì bây giờ hôm nay mùng 5 Tết mới lên và dọn dẹp nhà cửa và nhang khói lại một chút. Thì các bác đã Tết của các bác đã hết thật chưa? Ngày mai toàn bộ các bác đã đi làm chưa? Đấy, các bác làm cơ quan, các bác làm công chức thì ngày mai chắc là đi làm chắc khoảng trên 80% rồi các bác nhỉ. Đấy thì tôi cũng lên dọn dẹp tí. Và thôi thì khai xuân ở quê là khai kéo là với cây to to rồi. Thì bây giờ lên đây thì trước Tết ý, có ông anh chơi cây, ông ấy gửi cái cây này bảo dưỡng giúp cho. Thì cái cây này là một cây xanh quê đấy các bác, nhưng mà nó rất là đẹp, rất là ok, rất tuyệt vời. Đấy, rất tuyệt vời. Và anh ấy để trên chung cư nên là khá là cao tầng, nên là nó cũng không được khỏe lắm, mặc dù chăm rất là chịu khó, phân rồi đất tưới tắm rất là chịu khó, nhưng mà nó bị cớm mà nó hay bị bỏ chi răm. Thì thực tế tôi cũng chăm nó cũng bình thường thôi, nhưng mà tôi thấp tầng hơn chút thì có nắng có mưa ở ngoài này tự nhiên thì nó có vẻ như là tốt hơn. Đấy, và cái hôm mà mang cây về là trước Tết ý, là cũng tính là Tết mình về quê. Thì năm nay thấy thời tiết báo là sẽ mưa trong dịp Tết, mưa triền miên trong dịp Tết, cho nên là tôi chở cái cây này về chứ không phải để sau Tết. Đấy, vì trên này không ai tưới các bác ạ, đưa về mà nó có mệnh hệ gì thì ngại lắm. Thì cây nó khá là giá trị, rất giá trị các bạn. Đấy, và cây anh em khá là tâm đắc và đâu phải duyên mới gặp mới bắt được những cái cây như này các bạn. Cây xanh quê, cây trực rất là trượng phu, rất là đại thụ các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, các bác nhìn nhé, để tí tôi chỉnh lại bông răm một chút. Đây, mặt trước của nó đây. Các bác nhìn cái thân cốt nó này, thân cốt chân bệ rất ổn. Đấy các bác để đất Nhật nên là nó chưa có rêu, nhìn cảm giác nó như vậy, chứ nó mà ở đất ta mà có rêu thì nhìn nó mướt lắm. Bệ đế 24 giờ các bác. Đấy, đấy, mặt này dính hết, thân cốt rất là đặc, rất là lạc các bạn. Đấy thì hiện là đang 2 tay 1 ngọn rồi. Tôi cũng chỉ làm 2 tay 1 ngọn cây này thôi các bạn, làm cao hơn xấu. Ở cái này chia như thế này thôi, nhưng mà thực tế chỉ có một cái tính là 1 ngọn ở đây thôi. Đấy, tôi sẽ không làm rườm rà thêm là ngũ phúc hay là thất hiền gì cả. Tôi chỉ làm tam đa thôi, 2 tay 1 ngọn thôi. Đối với suy nghĩ của tôi là như vậy, bởi tôi cho rằng là tôi sẽ cố gắng triển khai ở các mặt đều có, nhưng mà tôi vẫn tính đây là 1 ngọn thôi. Có thể là mai ngày kia tôi sẽ thay đổi ý tưởng thì sẽ quay lại cái video sau, nhưng hiện tại tôi đang muốn xây dựng nó như vậy. Đấy các bác, cao tầm chắc cầm tầm khoảng độ 35-40 phân, 35-40 phân. Đấy các bác, đây này, tác hại của trên chung cư không có nắng mưa. Ở trên nó không có nắng mưa rõ ràng, nắng thì nắng hắt các bác. Đấy, rất khó, mà lại rất là cao tầng. Đấy, răm riếc nó hay bị bỏ. Ở dưới đất mình cũng bị bỏ, thậm chí là lá xấu nhưng mà nó không bượt nhợt như này các bác. Đấy các bác, thì bây giờ tôi dựng cái camera lên để tôi chỉnh cây này các bác nhé, để các bác cùng theo dõi và có những cái góp ý các bác nhé. Đấy, ok. Đấy thì hôm trước lên đây mưa nó to đến nỗi mà lênh láng hết ở trên này. Mưa thì nó, nước thì nó rút rồi, nhưng mà cái bùn đất nó có vệt, nhìn nó như sóng biển, nó biết xếp guốc trên này là trôi hết. Đấy các bác, thì là thôi thì làm các bác nhé. Các bác hết Tết thật chưa? Đây vẫn còn là hôm nay chính ra là tụ tập mới là đông đây, lên cơ quan mà các bác, lên cơ quan và sau một khoảng một tuần mới lại gặp lại nhau các bác nhỉ. Đấy thì tay bắt mặt mừng và chúc xuân nhau. Tôi thì chẳng đi đâu, vợ con tôi thì vẫn ở quê ngoại, được nghỉ lâu hơn tôi nên là vẫn ở quê ngoại, một thân một mình nên là rượu mình thì kém, thậm chí là sợ rượu, cho nên là xin phép là không qua thăm một số anh em. Vì thăm một số anh em thì nó không uống rượu thì nó buồn, mà uống thì mình không kham được, thực tế là nó như vậy. Tôi rất muốn đi đấy, muốn đi thăm anh em mà không có chén rượu thì biết nói chuyện gì. Đấy, cái này nó bị bỏ răm khá là nhiều. Đấy. Tôi hy vọng là mấy hôm nữa nó sẽ nắng ấm thì nó này sẽ rất là đẹp, cái răm nó sẽ là rất là đẹp. Để tối các bác nhìn được rõ. Đây các bác. Chỉnh lại tí cho nó gọn gàng, cho nó khỏe và nó đúng cái form. Sau rồi nó mọc lên nó mới chuẩn các bác. Chứ bây giờ các bác, ví dụ bác tỉa nó xa quá ở trên này, tầm trên này sau nó mọc, nó bóng chùm ở trên này. Chứ ở dưới này nó bị nhìn nó xấu và nó bị ngỏng cổ ấy các bác hiểu không? Hình dung không? Đấy thì tôi sẽ thu ngắn lại để sau này nuôi nó lên là nó vừa. Bác hình dung không? Đấy, một cái cây rất là hay các bạn. Đây. Tay này rất là ok này. Sau này ngắn lên đây một tí. Sau ngắn lên đây một tí. Đấy. Và cái này sau khấu lên đây. Khấu. Đây, khấu. Đấy. Từ trên xuống các bác nhìn nhá, từ trên xuống nhá. Đấy, rất ok nhá. Đúng không? Đấy, các bác nhìn này. Thế còn mặt sau đây. Cái này sau tôi bỏ đi này. Lấy cái bông này đánh sang để đỡ cái phía này, cái này bỏ đi. Đấy, bông này đánh sẽ cái ngọn này sẽ phải phủ đỡ cả mặt trước, mặt sau và ở trên, hai bên và ở giữa. Đấy. Cái này đỡ bên phía bên này. Cái này đỡ bên phía này ra đây. Và cái này là cái bông. Đấy. Các bác ạ, cái này bỏ đi. Các bạn nhìn này. Đấy các bác. Thấy ổn đúng không các bác? Ok. Xin cảm ơn các bác. Chúc một năm mới hành thông và thuận lợi, vạn sự như ý các bác nhé.